Bây giờ thử suy nghĩ đi. Suy nghĩ gì? Em đang móc mũi hả? Anh đang nói mà, đâu có chú. Đang nhìn em, định hỏi em. Anh đang nói chuyện với anh Nghĩa. Chương trình mình là mỗi một người là có một máy quay riêng. Em... người của em, anh mới khen em đẹp đẽ đó Nhi. Thì anh đang nói mà, em đang nghe rồi. Nhưng mà nghe bằng tay chứ không phải nghe bằng mũi đâu. Thế rồi, rồi sao két rồi đậm vậy? Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo, nó phải có căn nha. Xạo mà nó không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiến nha. Tú, Tú, anh với Trấn Thành đâu có lấy nhau được. Nội mà vô mà đeo cái mắt kiến mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Anh biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng. Giọng nữ, 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 nữ. Giọng nữ, giọng nữ. Giọng sở trường nè, nữ nè, nữ nè. Nữ, nữ, nữ. Nữ nè. Phải xem. Em ơi, em về đội của Jin đi, an toàn hơn. Ok, mời em. Nói đi, nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo, nó phải có căn nha. Xạo mà nó không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiến nha. Tú, Tú, anh với Trấn Thành đâu có lấy nhau được. Nội mà vô mà đeo cái mắt kiến mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Không sao. Có thấy đường đi không? Thời trang của ta vậy mà. Chọn người ta đi hát, hát đúng hay hát trật mà đeo cái mắt kiến là mờ con mắt là thấy cái gì nữa mà chọn. Đúng lát, chưa? Lát em chọn em. Làm thêm sai chưa? Không có sao hết trơn em ơi, mình đẹp mình có quyền. Xin nó cũng có cái mắt kiến nó gắn xong. Nhưng mà nó thông minh, nó để ra đằng sau cái mẫu ác của nó. Ủa mà vậy kia cho nó mệt vậy? Đẹp có quyền. Dạ đúng rồi, mẹ con nói là đẹp có quyền. Tu nói câu nào nghe cho nó nở mày nở mặt gia đình mình coi. Thấy rõ không? Tôi bỏ cái mắt kiến xuống em. Không, em thấy rất là rõ. Thấy đó, rõ lắm, giỏi lắm. Em của tôi nó được lắm, nói cứ. Em chả hiểu gì hết. Đó, không phải, không phải. Tại vì clip ngắn quá. Nếu mà quay clip dài hơn thì mình dài biết. Quá thì ai cũng hiểu rồi con nha. Rồi, quá, quá. Với em thì em thấy anh có thể hát được. Ừ, vì tại sao vì nãy anh mở khẩu khá là chuẩn. Chưa có nghe ra đoạn sau là mở miệng á. Dạ đúng rồi, mở khẩu hình á. Là mở khẩu không thôi, anh tưởng như là camera hay mới chụp hình vậy. Không, mở khẩu miệng rồi. Khẩu hình. Khẩu là miệng nè. Khẩu là miệng rồi. Khẩu là miệng rồi. Bây giờ thử suy nghĩ đi. Suy nghĩ gì? Em đang móc mũi hả? Anh đang nói mà, đâu có chú. Anh đang nhìn em, định hỏi em. Anh đang nói chuyện với anh Nghĩa. Chương trình mình là mỗi một người là có một máy quay riêng. Em người của em, anh mới khen em đẹp đẽ đó Nhi. Thì anh đang nói mà, em đang nghe rồi. Nhưng mà nghe bằng tay chứ không phải nghe bằng mũi đâu. Thế rồi, rồi sao két rồi đậm vậy? Có đâu quý vị khán giả, không phải như vậy dạ, đâu. Nghe anh hỏi nè. Anh hỏi em. Hồi xưa đi học á, khi mà em làm sanh viên em có điệu dữ gì không? Có, em điệu lắm á, cấp 2 thôi. Thiệt luôn. Mà sao lúc em gặp anh em vẫn còn xấu dữ vậy Nhi? Tại vì lúc em hết điệu rồi. Sao kỳ ngang ngược vậy? Thì em điệu từ xưa đi học, xong điệu thấy học ngu cái không điệu nữa. Lo điệu không? Nhi, bữa nay em bị sổ mũi hả? À vậy hả? Anh cẩn thận, búng, búng trúng mặt. Anh đang bệnh mà. Đừng búng em, đừng búng. Khoảnh khắc mắt tôi thấy cận cái tay vậy. Anh Giang này. Mọi người đừng có nghĩ đơn giản là đi tập gym thì ngược mấy đô là do mình hát nhiều. Mình hát nhiều mình giữ cái hơi ở bên trong này. Và sau khi mà ủa, mình cái hơi nào mà giữ vô ngực hết hả chị? Lần đầu tiên tôi có nghe hát hơi ngực. Bà ơi. Sao ba cái hơi ngực khác vậy? Thôi nó giữ hơi bụng nhưng mà. Hơi bụng quá chị. Hơi bụng chứ mà giữ hơi ngực hết trơn em. Hơi bự hát mới hay sao? Mọi người sao mọi người có vẻ phản đối em vậy? Phản đối luôn. Người ta không có phản đối em, mọi người đang kỳ thị em đó. Anh thấy anh hát hay á, anh sẽ theo có nhạc là bolero đó anh. Chị Nhí lúc, em nói thật, lúc mà ảnh cái quay cái hình của ảnh, em thấy cái điệu hát của ảnh trong cái clip hồi nãy đó, nó thuộc dạng bolero. Tại vì cái những cái người dòng chuyên bolero người ta nhìn người ta biết được liền. Có chứ. Bây giờ mình đợi anh Giang chọn trước. Thôi, đi. Mình chọn trước đi. Ủa, anh Giang. Không có em. Ủa? Bên kia tao chọn chứ. À mình phải chơi kiểu vậy mới thắng hả? Chọn trước đi. Tràn qua chà đạp liền cho anh. Dạ em nói rồi mà anh đâu có tin đâu. Anh không có tin em, anh tin đâu đâu. Anh tin ai á?
Chị em, hai người chị của em. À chị em hả? Anh tên ai? Anh của em. Ừ. Mày xả cho nên tao mày xả xuống. Mà bé nhìn nó nhỏ nhắn mong manh ha. Chương trình có cho mình show thí sinh xuống không anh? Có, hỏi tôi luôn. Anh Giang, giờ em lên show được không? Tại vì có cái bài này em thuộc luôn á mà con bé này. Đi lên ca chung. Tất cả mọi người, mình tên là anh Tú. Hiện tại đang là diễn viên tại nhà hát kịch. Thì sở thích của mình là ca hát. Ca hát luôn hả? Hát thử tao rồi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Thử hát rồi giơ tay luôn. Thì sở thích tiếp theo là ăn uống. Thế em mới đến chương trình này để mà nhờ ông Hoàng tư vấn cho mình về những cái đồ ăn dinh dưỡng hơn. Mình là Diệu Nhi, diễn viên tự do, sáng giờ chưa ăn gì hết. Cho nên hy vọng bữa nay vượt qua các phòng thi thì Nhi sẽ được ăn. Nhạc bắt đầu. Trời ơi. Không có dễ thương mấy mọi người ơi. Đúng rồi, phải dễ thương. Dễ thương Nghĩ Thành ơi. Dễ thương quá. Tôi đi dễ thương. Dễ thương dễ thương. Dễ thương. Vâng, xin cảm ơn. Mời các bạn ngồi xuống. Ai thấy tiết mục vừa rồi dễ thương, giơ tay. Em ạ. Ai thấy tiết mục vừa rồi quái? Em quái rất là tuyệt vời. Vâng, tiêu chí của chúng tôi là đẹp. Chính vì vậy bạn đã thành công được ăn. Ủa, tính ra là mình giúp mình hại hả? Được ăn, được ăn, đứng chơi. Nào Nhi. Dự án sắp tới thì Nhi cũng chưa có dự án gì. Chừng nào có rồi sẽ chiếu, vậy thôi. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Diệu Nhi ở trên các dự án tiếp theo. Cảm động quá. Trời ơi, bởi nhiều khi em thương cô của em lắm. Các bạn trẻ à, hãy quan sát thật kỹ nha. Và 10 giây đếm ngược bắt đầu. Xin mời Kỳ Đà Hoàng Tử. Ôi ôi sao nó mất rồi ạ? Nó phải mất đi bởi vì đó là thử thách của chương trình. Nó không mất đi thì Hy làm gì? Ổng lại mới lên trển, ổng mới đi xuống rồi. Sai rồi, chúng ta mời về đội nhà hơi sai rồi. Không có nhiều người có thể có khả năng đó. Giống như em cũng có thể hát được giọng nữ, giọng nam mà. Ủa vậy hả? Đâu hát giọng nam thử coi gì? Ủa? Wow. Mọi người. Nhi ơi, em ơi. Đây là một người đội trưởng mà nãy giờ đã giành giật em về đồ của mình. Dĩ nhiên mà nếu có sự tương đồng về giọng hát thì chắc em phải về đây rồi. Em hát đi Nhi. Hát giọng nam đi Nhi. Hát giọng nam thế nào? Và biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết diễn tập. Giọng nữ, 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 nữ. Giọng nữ, giọng nữ. Giọng sở trường nè, nữ nè, nữ nè. Nữ, nữ, nữ. Nữ nè. Phải xem. Em ơi, em về đội của Jin đi an toàn hơn.